Rồi chào các bạn nha. Hôm nay Phúc đi thăm một cái bẫy. Cái bẫy thì nó trung bình thôi, không có lớn lắm. Thì cái bẫy này là Phúc làm để Phúc bẫy mấy con chồn đèn, mấy con chồn mướp nhỏ nhỏ thôi nha. Hoặc là chồn hôi. Có thể bẫy được bìm bịp nữa nha các bạn. Thì cái bẫy nó cũng có một cái chi tiết nó hay hay. Phúc quay cơ dính con gì thì Phúc chia sẻ cho các bạn, nó có một cái chi tiết nhỏ thôi, giống một cái bẫy thông thường. Có một cái chi tiết nhỏ thì cần làm này. Gần tới rằm nước nó lớn nên nó ngập này. Chứ chỗ này là nó cũng có Phúc đi Phúc đặt là nó khô ra sắp tới rồi. Đấy rồi, không biết có được con gì ở đây. Không dính được cái gì, mất bẫy nữa. Rồi, vô rồi các bạn. Mình vô được một con rồi. Mình đặt 2 ngày. Thì cái này là các bạn đặt bẫy lồng á thì các bạn nên nhớ là các bạn chịu khó đi thăm nha, 2 ngày một lần, trễ lắm là 3 ngày một lần. Nếu các bạn thăm mà nó trễ quá mà ngay cái ngày đầu tiên các bạn đặt là các bạn dính bẫy rồi đó, thì là cái con đó nó không có nước nó uống là nó chết nha. Ở đây mình dính một con bìm bịp nha các bạn. Bìm bịp thì mình sử dụng mồi trứng nha, mình sử dụng 2 trái trứng. Con này chắc nó mới vô hôm nay thôi, chứ hay là mình thấy 2 trái trứng nó vẫn còn nguyên. Đây mình bắt cái bẫy này. Đây con bìm bịp nha. Thành quả như vậy thôi. Khu này nó cũng có chồn đèn nha các bạn, cũng có bìm bịp. Đây cái bẫy thì nó không có cái gì đặc biệt hết. Cơ chế bẫy là cái bàn đạp chân. Bàn đạp chân thì mình làm theo cái kiểu của anh Thanh Võ bẫy lồng á. Các bạn nào có muốn thêm xem cái kiểu bàn đạp chân của cái bẫy này mà nó chi tiết hơn đó, các bạn lên cái kênh Thanh Võ bẫy lồng là các bạn sẽ thấy cái bàn đạp cái kiểu đó. Nhưng mà mình làm hơi khác của anh hết nha. Cái bàn đạp của mình là chỉ có một cái cọng dây kẽm thôi. Một cọng dây kẽm to. Cọng dây kẽm to thì nó nối cái này. Đó, nó sập. Cái này thì để mình về mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Hoặc là mình bắt cái con này ra mình quay cái clip mà mình cho lên phía trước kênh cho các bạn xem xem nha. Đây cái mình muốn chia sẻ với các bạn là cái cây chặn bẫy lồng này. Thường thường á các bạn thấy người ta xài cái cây chặn bẫy lồng là người ta sẽ làm một cái dây kẽm ha, một sợi dây kẽm cong lên vậy. Ví dụ đây hai bên cái cây nó chặn ngang trước cửa. Thì cái cây của Phúc thì nó nằm đây. Đây. Đấy. Rồi cái chi tiết thì Phúc đã nói ở cái clip này ở phần đầu rồi đó. Nó. Đó. Đó. Đụng chạm là nó rớt xuống thôi. Rồi ha. Thành quả như đây thôi các bạn, cũng không có gì là xuất sắc lắm, nhưng mà thôi cũng được. Thì Phúc thả con bìm bịp nha các bạn, chứ bây giờ Phúc bắt về Phúc cũng không có suy nghĩ là mình làm cái gì. Ăn thịt thì cũng không ăn thịt, mà cho thì cho người ta, thì ăn thịt thì thôi cũng tội. Thôi chia sẻ cái mấy mẫu bấy lồng cho các bạn thôi. Đây mình để cái máy ở đâu để cho nó quay vậy này. Đây các bạn. Để cái máy ở trên cái cành cây rồi. Rồi, mình thả nó nha các bạn.
Các bạn nha các bạn. Chạy mất dép luôn hả các bạn. Rồi, qua Đồng Phúc chia sẻ với các bạn một cái mẫu váy lồng. Để các bạn có yêu thích thì các bạn cứ làm theo để cho nó bẫy cho nó vui ha. Rồi, mình dừng lại đây nha. Rồi, chào mấy bạn nha. Mình đầu clip á, thì mình đã quay cho các bạn xem cái bẫy này nó dính con chim biệp biệp rồi. Thì bây giờ mình review cho các bạn xem cái bẫy này nha. Thì cái bẫy này Phúc làm cái chiều ngang với chiều rộng thì nó tầm khoảng 18cm ha. Mà nó dài khoảng 50. 50 thì tại vì cái kích thước bẫy Phúc có miếng lưới nó dài 50 thì Phúc làm 50. Chứ cái này nếu mà theo Phúc thì khoảng 45 là cũng ok rồi nha các bạn. Đó, thì bây giờ hiện tại thì cái bẫy nó đang ở chế độ gài ha. Thì các bạn thấy là nó là một cái cánh cửa, nó nằm cánh cửa, mình kêu cái cánh cửa này cánh cửa thụt nha. Nó vẫn đóng đằng trước. Nó đóng đằng trước nhưng mà nó nằm nữa. Khi mà nó mở bẫy lên thì nó nằm hết khoảng 2/3 bên trong và 1/3 bên ngoài. Làm như vậy là để cái thứ nhất là mình cho cái bẫy mình nó ngắn lại ha. Cái thứ hai đó là để mình ăn gian, mình làm cái cây gạt cửa lồng. Rồi cái cơ chế bẫy thì giống như cái cơ chế của anh Thanh Võ bẫy lồng á. Cái mở lên có một cái cây gài. Cây gài này nó gài qua một cái cây kẽm á. Mình nhìn mình cảm thấy nó phức tạp chứ nó không phức tạp nữa các bạn. Cái cây này nó gài qua một cái cây kẽm móc vô đây. Rồi ở dưới có một cái bàn đạp. Bàn đạp á thì Phúc nối sợi dây kẽm. Sợi dây kẽm thì nó móc vô cái móc của cái cây ngang nha. Thì khi con vật nó vô nó ăn á thì nó đạp trúng cái cây này. Đạp trúng cái cây này thì nó sập, nó kéo xuống thì nó kéo sợi dây kẽm thì nó kéo cái này lật ra khỏi cái chốt là cái bẫy mình sập thôi. Cái này các bạn muốn chi tiết thì các bạn lên cái kênh Anh Thanh Võ Bẫy Lồng, anh chỉ cho các bạn chi tiết từng cái luôn, nói sơ sơ như vậy thôi. Mình nó khác của anh Thanh Võ, cái thứ nhất là anh Thanh Võ anh xài cái bàn đạp là một miếng lưới nha. Miếng lưới thì nó có một cái ưu điểm là nó rất là dễ dính nha các bạn, nó nhạy lắm. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi các bạn dính vào cái con tròn hay con gì á, hoặc là phá hư cái bàn đạp là các bạn phải làm cái bàn đạp mới. Ở đây thì Phúc cái bàn đạp Phúc chỉ có một cái sợi dây kẽm to thôi, dây kẽm 2 ly, các bạn làm 2.5 ly cũng được. Thì cái con tròn nó muốn cắn thì nó cắn cũng khó nữa ha các bạn. Đó, thì các bạn khi mà nó dính cái con tròn hay con gì đó thì nó có phá thì các bạn nó cũng không có hư, các bạn sửa chữa lại thì nó đơn giản hơn thôi. Hầu như là nó chỉ có cái tổn cái sợi dây kẽm nối bàn đạp với lại cái cò ở trên thôi, còn bình thường thì nó cũng không sao, các bạn chỉ cần thay cái sợi dây đó là được rồi. Vậy thôi, nó chỉ khác biệt là cái này, các bạn chú ý ở đây á là mình tận dụng nha. Phúc tận dụng cái ô lưới này, Phúc làm cái cây chắn cửa lồng luôn. Thường thường các bạn thấy cái cây chắn cửa lồng thì người ta sẽ làm thêm một cái sợi dây kẽm ở đây nha. Đây sợi dây kẽm ở đây, nó vòng lên này, nó vòng xuống ha, hai bên. Cây chắn cửa lồng thì nó nằm bên ngoài đây. Khi cái bẫy mình sập á thì cái cây này nó chạy theo hai sợi dây kẽm nó chạy xuống dưới. Ở đây thì Phúc làm như vậy á thì nó rút ngắn cái công đoạn hơn ha, để các bạn tận dụng hơn. Và cái bẫy của mình á, nó không có hai sợi dây kẽm ra thì nó đỡ vướng víu hơn, nó gọn nhẹ hơn. Đó các bạn thấy ha. Đây, bây giờ mình cho cái bẫy sập rồi. Các bạn thấy cái cây này không? Cái cây anh cây chắn cửa lồng nha. Ở đây mình gài này, mình gắn hai cái cục gỗ hai bên để cho nó đẹp, với lại nó nằm
nó nằm trong cái rãnh đấy. Các bạn thấy các bạn, mình là mình cắt một cái ô lưới nè, từ trên xuống dưới luôn, nhưng mà gần cuối nha, gần cuối là mình chừa lại ba mấy cái râu nè. Các bạn chú ý là mình chừa mấy cái râu để khi cái cây mà nó rớt xuống đây á, nó gài cho mấy cái râu này á, là nó không có bung lên ha các bạn. Cho cái bẫy các bạn nghiêng luôn, nó cũng không bung nữa. Đó, cái này nó có một cái hay là như vậy nha. Thì hai bên mình đều làm cái râu hết. Đơn giản đó các bạn ơi. Các bạn làm thì nó nhanh hơn là cái kiểu kia nhiều. Và nó đơn giản nữa. Đó thì có các bạn làm là các bạn làm cái cửa sụp cho dòng thôi. Rồi, mình cho mình sập nè. Cho mình sập bẫy nha. Và mình kiếm xa xa là các bạn để chú ý cái cây chặn cửa lồng nè. Cái bẫy này nó chỉ có một cái chia sẻ các bạn là cái cây chặn cửa lồng thôi. Nè, đẹp các bạn đẹp nha. Đó, các bạn thấy cái cây chặn cửa lồng nó dậy xuống này. Đấy, các bạn thấy nó có mấy cái râu này. Bây giờ thì nó có thể nó chưa sát đâu. Cái này nó nằm trên xi măng nên nó hơi bị cấn nha các bạn. Còn nếu mà các bạn nằm dưới đất thì cái này nó sâu xuống dưới là cái cây này nó chạy càng sát xuống dưới luôn nha các bạn. Đây, cái nắm cửa lồng. Cái lồng xéo nè. Cái cửa xéo nè. Ví dụ là cái con vật nó muốn nó chui ra đi. Nè, kéo cái lồng này nè. Các bạn thấy không? Cái cây này nó dài vô nè. Dịch nè, dịch nè. Không có ra hai các bạn. Nó càng dãy á thì... cái cây này nó càng chạy xuống dưới ha, nó chạy xuống càng sát là nó càng nên nó càng chắc nha các bạn. Rồi các bạn mình ví dụ là cho lồng nó bị nghiêng đi, thường thường những cái lồng mà cái cây gài cửa lồng á, khi mà lồng nó bị lật là cái cây nó hay chạy lên ha, nó chạy lên để cái con vật nó tung ra chỗ này đó. Còn ở đây các bạn thấy nó lật nhưng mà cái cây nó cũng không có chạy nha. Nó có chạy thì nó chạy lên một nấc hai nấc thì nó cũng không có vấn đề gì. Là cái này nó không có mở ra được. Các bạn thấy đấy. Đấy ha, lò xo, mình cần cái lò xo nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gài cho các bạn xem. Để cái máy đi. Đấy, mình sẽ gài cho các bạn xem. Thì gài như bình thường đấy các bạn. À, các bạn kéo cái cây lên này. Kéo cái cây lên thì các bạn chú ý có mấy cái móc nó móc vô ha. Thì các bạn phải cho nó chạy ra khỏi cái đầu móc đó. Khỏi cái đầu mấy cái râu của cái sợi dây kẽm á. Các bạn cho nó cái cây nó lên thôi. Cho cái cây nó lên. Đấy, kéo lên này. Rồi. Các bạn giữ cái tay, các bạn giữ cái cây chắn cửa lồng lại, rồi các bạn mở cái cửa lồng ra thôi. Đấy, các bạn nắm, các bạn kéo lên. Rồi, hay chưa? Còn ở đây cái cây xuyên qua này. Đấy, rồi chưa các bạn? Rồi cái cây cái cò nè, cái cò thì các bạn nè, thường thường các bạn phải thò tay vô trong là các bạn mới gài cái cây cò nha. Rồi các bạn ở ngoài cũng được. Đó, cây cò. Cái sợi dây kẽm thì mình cho ra ngoài trước đi. Để tí cho các bạn dễ hình dung. Đó, cây cò. Cò, mình gài cây cò trước. Đó, cây cò nó giữ cái cửa lại. Đấy, thấy cây cò chưa? Mới gài lại thôi. Rồi, bây giờ cái sợi dây kẽm mà nó nối với cái bàn đạp á, cái sợi dây kẽm nó nối với bàn đạp á, nó làm như vậy. Rồi, khi các bạn gài xong rồi á, nó có cái đầu móc này. Bạn móc vô cái cây cò thôi. Móc vô cái cây cò, mình móc vô cái cây cò. Đây là các bạn,
Rồi, vậy là xong rồi các bạn. Là chế độ gài rồi. Rồi các bạn coi nó sập lại một lần nữa nè. Để ta xả ra đây. Nè, vô nè. Cái này cũng có làm một cái ngăn nha. Một cái ngăn để Phúc để mồi ở đây. Để mồi đây là nó không có chạy ra ngoài nha. Để nó vướng bàn đạp nha các bạn. Đấy, Phúc làm lên hai ô lưới nè. Để chuối, để này kia ha. Để trứng thì nó không lăn ra ngoài. Vậy thôi. Đấy. Rồi. Bây giờ Phúc cho nó sập. Các bạn nhìn cái cây. Cái cây nó chạy ha. Đấy, các bạn thấy à, ha ha ha, trứng ngắt luôn ha. Đó, vậy thôi. Thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cái cách đó thôi. Cái cách làm cái này cho nó gọn nhẹ ha. Đó, gọn nhẹ. Không phải làm gì cho nó phức tạp. Mà cái tính hiệu quả của nó, cái tính bảo đảm của nó vẫn giữ nguyên ha. Rồi vậy thôi, phần đầu thì các bạn xem rồi đó. Phúc không có đặt cam để Phúc quay cho các bạn chi tiết cái con bìm bìm nó vô bẫy, tại vì khu vực đó nó cũng xa nhà, mình cũng không biết làm hay là giữ để nó có chuyện mất luôn lồng và mất luôn cam thì có nên là hơi mệt. Rồi chào các bạn nha.